Uh, xin chào anh chị nhé hiện tại thì tôi đang đứng ở đây là thuộc uh, ấp Suối Bình, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhé thì trước mặt của chúng ta đây là một cái uh, miếng đất uh, là À, 8.700 mét vuông anh chị nhá đất điều thì à, cái miếng đất này thì cái video trước tôi cũng quay rồi à, thường thường thì mỗi một sản phẩm tôi sẽ quay hai video thì à, cái đất này nó có hai mặt đường à, à, mặt đường liên xã đây cái đường này thì nhà nước người ta chưa làm đâu Đấy, nhưng mà nó hiển thị trên sổ là 23 m nhá đường này lộ dưới 23 m rất là lớn đó thì cái đất của chúng ta nó có 18 m mặt đường liên xã này và khoảng hơn 200 m cái mặt đường bên hông này mặt đường bên hông này hiển thị trên sổ luôn anh chị nhá thì anh chị à, à, muốn nghĩa là muốn coi đất này trước khi đi coi đất này có thể muốn coi sổ thì tôi sẽ gửi sổ cho anh chị xem gửi cái bản vẽ xem là cái con đường nó hiển thị như thế nào thì tôi sẽ gửi cho anh chị xem trước trước khi đi xem đất nhé và ngoài ra thì anh chị có thể đến xem đất khảo sát đất và có thể đàm phán giá với chủ ngay ở đây luôn Thì nhà chủ ở trên đất luôn anh chị nhé mình làm những cái video này hết sức thực tế để cho anh chị hình dung ở xa hình dung đến đến cái mảnh đất của mình đó mảnh đất của mình anh chị nhá đó đó À, thì à, chúng ta à, lưu thông Đưa đi theo con đường này ra khoảng chụ, một cây số nào chúng ta gặp đường lên huyện để chúng ta ra quốc lộ 14 cũng được. Và bên này cũng vậy, bên này cũng vậy. Thì à, tất nhiên rồi, à, cái đường hiện hữu nó còn nhỏ như thế này thì người ta bán giá nó sẽ khác. Còn khi mà nhà nước đã à, à, tiến hành mà làm đường thì cái giá trị nó đã khác. Đó là cái tâm lý, tâm lý của người dân mà. Khi mà có con đường chuẩn bị qua đất của người ta thì người ta thấy đất người ta có giá trị, người ta sẽ nâng giá liền. Đó. Cách đây cách đây khoảng chừng một cây số là con đường ngày xưa nó cũng như thế này đó nhưng mà nhà nước đột xuất quy hoạch cái làm đường luôn người dân người ta không còn bán giá cũ nữa anh chị ạ à. đó thì quay lại cái miếng đất này thì diện tích mình nhắc lại nhé tám m bảy trăm mét vuông tám sáu bảy anh chị nhé người ta bán là tám trăm tám tám trăm tám thì tám trăm tám thì có thương lượng đấy anh chị cứ đến đất anh chị xem và thương lượng với chủ luôn hiện nay hiện tại thì nhà chủ ở đây luôn Đấy, rất là dễ để anh chị có thể tới gặp chủ nha anh chị nha à, mình nhắc lại này cái vị trí là thuộc ấp suối bình xã đồng tuyến huyện đồng phú tỉnh bình, phước anh chị nha và cái diện tích của chúng ta là 8 xào 7 8 700 mét vuông giá bán là 880 triệu thì anh chị nào có nhu cầu mua uh, đất uh, để ở thì liên hệ cho tôi qua số điện thoại là 0918 ba anh chị nhé Cảm ơn chị đã xem video và nhớ đăng ký kênh của công ty đầu tư phát triển CVT Land để nhận được những video mới từ chúng tôi nhé Xin cảm ơn